Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin tức quốc tế. Ứng cử viên Tổng thống đại diện Đảng Dân Chủ Mỹ, bà Kamala Harris, lần đầu trả lời phỏng vấn trên kênh CNN sau gần 6 tuần trở thành ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ. Trong đó, bà đã giải thích về lập trường chính sách và những ưu tiên hàng đầu nếu thắng cử. Cuộc phỏng vấn với CNN được thực hiện trong chuyến vận động tranh cử tại bang chiến trường Georgia, được coi là cơ hội để bà Kamala Harris xua tan những hoài nghi về các chính sách của bà. Trong cuộc phỏng vấn, bà Harris nhấn mạnh những tiến bộ mà bà và Tổng thống Joe Biden đã đạt được về kinh tế khi đại dịch COVID-19 hoành hành khắp cả nước, đồng thời chỉ trích ông Trump về cách ứng phó với đại dịch. Về các chính sách kinh tế, bà Harris còn tuyên bố sẽ bắt đầu thực hiện một số đề xuất chính sách nhằm hỗ trợ và củng cố tầng lớp trung lưu ngay trong ngày đầu nhậm chức. Trong số những đề xuất chính sách này có kế hoạch về nền kinh tế cơ hội mà bà đã nhắc tới từ khi bắt đầu vận động tranh cử. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ mong muốn giảm giá mặt hàng thiết yếu, đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ, hỗ trợ các hộ gia đình bằng cách làm giá nhà đất phải chăng hơn. Ngoài ra, bà Harris cho biết nếu đắc cử, bà sẽ bổ nhiệm một đảng viên Đảng Cộng Hòa và nội các của mình, giữ đúng cam kết trở thành Tổng thống vì tất cả người dân Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ đang trải qua thời kỳ trăng mật với tỷ lệ ủng hộ tăng vọt và số tiền gây quỹ kỷ lục, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều sự soi xét vì sự mơ hồ trong các vấn đề chính sách. Kết quả các cuộc thăm dò mới nhất của hãng tin Reuters và công ty nghiên cứu thị trường Ipsos cho thấy, bà Kamala Harris đang nới rộng khoảng cách dẫn trước so với đối thủ Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, với tỷ lệ 45% so với 41%.